Tuần qua, đêm tôn vinh 100 năm nghệ thuật sân khấu cải lương lần đầu tiên được tổ chức tại sân khấu ngoài trời trên phố đi bộ Nguyễn Huệ. Hàng nghìn khán giả lấp kính sân khấu đã khẳng định được sức sống mãnh liệt của loại hình nghệ thuật xuất thân từ quần chúng và tạo nhiều thành tựu vẻ vang. Một loạt tên tuổi sân khấu nổi tiếng như Minh Vương, Lệ Thủy, Ngọc Dầu, Thanh Tuấn, Hồng Nga, Thoại Miêu, v.v. cùng xuất hiện khiến cho khán giả suýt xoa vỗ tay không ngớt. Trong đêm diễn, khán giả cùng thưởng thức những bài ca cổ, những trích đoạn ca ngợi lịch sử chống giặc ngoại xâm mà các nghệ sĩ đã thể hiện bằng tinh thần sáng tạo và niềm đam mê mãnh liệt đối với sân khấu cải lương. Cứ thế, đêm diễn dẫn dắt cảm xúc của khán giả đi qua từng giai đoạn lịch sử của cải lương, từ khi hình thành và ra mắt vở cải lương vào năm 1918 đến nay. Những dấu mốc quan trọng của cải lương cũng được tái hiện và đặc biệt là hồi ức bi tráng về những nghệ sĩ đã chịu thương tật vĩnh viễn khi lựu đạn nổ trên sân khấu trong lúc đang diễn Lắp Sông Danh, vở diễn ca ngợi lòng yêu nước và khát khao thống nhất non sông diễn năm 1955 tại rạp Nguyễn Văn Hảo, Sài Gòn đã khiến cho khán giả rưng rưng xúc động. Chương trình do soạn giả Hoàng Song Việt, Hồng Phượng viết kịch bản. Bật mí về kịch bản của chương trình, soạn giả Hoàng Song Việt chia sẻ: "Chúng tôi đã thống nhất sự hình thành và phát triển của sân khấu cải lương, không thể tách rời khỏi sự thăng trầm của thời cuộc. Vì vậy, trong kịch bản chúng tôi đưa vào những giai đoạn có dấu ấn mà thời cuộc và sân khấu cải lương gắn liền với nhau." Nghệ sĩ ưu tú Hoa Hạ cùng ban đạo diễn Lê Mỹ Phượng, Lê Nguyên Đạt, Lê Trung Thảo và Lê Việt phụ trách dàn dựng và điều hành.